địa bàn của giáo phận Đông Hóa chúng tôi chính là cái nơi mà chúng ta phải yêu thương, lo lắng cho họ cả cái phần hồn, bởi vì họ cũng thiệt thòi lắm. Bao nhiêu năm trời nay không được nghe loan báo tin mừng, rồi cái phần xác của họ cho đến ngày hôm nay đây, những bà con dân tộc của chúng ta ở trên vùng cao đây, vùng Tây Bắc này, thì chúng tôi thấy rằng họ vẫn còn thiếu ăn. Thế cho nên chúng tôi cũng rất là trăn trở làm sao để trong khi mình lo công tác loan báo tin mừng cho anh em, thì đồng thời chúng ta cũng không quên đến cái phần xác. Nói đến phần xác không có nghĩa là cho họ ăn, bởi vì cái đó thực sự là họ cũng phải lo chứ, tự họ lo trước, còn chúng ta là nâng đỡ bổ túc thêm trong những cái hoàn cảnh túng ngặt. Nhưng mà như đức cha chính của giáo phận cũng nói đến anh em, những cái mối lo đến cả tâm linh và thể xác của họ nó ở cái bình diện cao hơn cơ, tức là lo làm sao để có thể giúp cho họ đời sống dân trí, dân sinh của họ nó được cao lên. Tại sao mình có thể để cho anh em mình lại thiếu thốn quá đi, đời sống dân sinh, dân trí của họ thấp quá đi. Đấy. Rồi thì lo cái học hành cho họ, lo cái uống, cái ăn, cái uống, cái nước, cái nguồn nước mà chúng ta thấy rõ ràng với cái thời đại ngày hôm nay đây, ngay đất nước chúng ta thì cái vấn đề môi trường, môi sinh, rồi đời sống cho nó khỏe mạnh đó, thì cái đó là cái mà ngay cả tại Việt Nam chúng ta nói đang còn thiếu sót và bị coi thường. Vâng, đây là cái nguồn nước mà bà con dẫn từ trên khe đồi về để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, ăn uống cũng như là tắm giặt của bà con ở trên bản. Cái cách sống của bà con dân tộc á, súc vật chung với các nhà, cho nên chính cái ở đây nó cũng làm cho ô nhiễm cái nguồn nước, ô nhiễm cái môi trường sống. Thì đối với anh em dân tộc là càng phải quan tâm hơn nữa. Cho nên là thời gian gần đây chúng tôi cũng để ý đến cái phương diện là sao giúp cho anh em bà con mình có được một cái sức khỏe thể lý nhờ cái việc uống được những cái nguồn nước tốt. Thế thì qua hội bác ái Francisco cũng như là qua cha Phong đó, thì chúng tôi cũng đã được cái sự giúp đỡ để có thể đặt những cái hệ thống nước lọc tinh khiết cho bà con. Đấy là nhiều cái vấn lĩnh vực mà chúng ta cũng cần phải hết sức là quan tâm. Nếu chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta thật, thì tôi đã được biết đến cái gọi là cái tủ thuốc của hội bác ái Francisco đã giúp đỡ cho rất là nhiều nơi. Khi tôi còn đang ở Huế, tôi cũng đã thấy cái hoạt động của hội về cái lĩnh vực này. Và ra đây tôi cũng được thấy hội cũng hàng năm vẫn giúp đỡ cho một số nơi giáo xứ mà có những cái tủ thuốc. Thế thì là tôi thấy đấy là một cái việc rất là tốt. Tôi cũng có lời khen ngợi anh em, chị em của hội đã có những cái việc làm rất là thiết thực cho bà con. Và hôm nay hội bác ái Francisco đến để chia sẻ những phần quà cũng như những cái thiếu thốn của người dân vùng này, nhất là các em thiếu nhi. Quý vị thấy bàn chân của các em với những đôi dép rất đơn sơ mộc mạc, dính đầy đất, tay chân còn đầy là đất, rồi quần áo cũng vậy, và mùa lạnh cũng là thô sơ, và nhiều em bị cảm, mũi thò lò, mũi xanh như thế này, thiếu thuốc, thiếu quần áo, thiếu dép. Có đôi em thì dép đã hư và bố mẹ tự lấy cái nhựa hoặc là miếng ấy dán lại cho các em. Cuộc sống mọi người dân ở đây rất là đơn sơ mộc mạc, họ hầu hết là trao đổi với nhau bằng tiếng Hờ Mông, một chút thì cũng biết được tiếng Việt. Và có một cái đặc điểm là ở đây chỉ có các em thiếu nhi rồi tới người lớn chứ không có thanh niên. Lý do là tới tuổi 13, 14 là các em đã lập gia đình rồi. Đấy, cho nên các em lập gia đình ở độ tuổi rất là sớm, rồi người phụ nữ cũng phải sinh con, rất là đông con như thế này, rất là thiếu thốn. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho giáo phận Hương Hóa nói chung, và nhất là những anh chị em bà con nghèo khổ, cả người Kinh lẫn người dân tộc, cảm ơn tấm lòng của hội bác ái Francisco từ nhiều năm nay đã hướng đến cái giáo phận Hương Hóa chúng tôi. Tuy là chỉ mới ít thôi, nhưng mà tôi thấy là quý hóa rồi. Cái tấm lòng của bà con hướng về quê hương, rồi đến cả tận vùng xa xôi ở Hương Hóa này thật là quý báu. Chúng tôi xin cảm ơn và nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả
các vị ân nhân của hội Bác Ái Phan-xi-cô.